tản mạn cuối tuần thứ bảy 22 tháng 7 2023. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 22 tháng 7 2023. Những con đường đi đến quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cung quý ma, dối trá gian tà mong tôi phủ kín quanh ta. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu ngài thương thứ tha chữa lành. Có những con đường đưa đến bất hạnh khổ đau, đam mê xác thịt vinh hoa cùng với nhà lầu, có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếp hoa. Sớm nỡ đêm tà mong may cuộc sống bao qua. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến đường chờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu ngài thương thứ tha chữa lành. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có một buổi chiều cuối tuần thật êm đềm, và trong lúc đó thì bên ngoài trời có những cơn mưa. Ở Việt Nam thì dự báo là cơn bão số 1 đang đổ vào, có thể đến Việt Nam. Cơn bão lớn, cho nên buổi chiều hôm nay thứ bảy, mời các bạn chạy đến với mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, cầu nguyện xin mẹ là nữ vương bình an cho mưa thuận gió hòa, cất đi những cơn bão không những ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới nữa, để người dân không phải sống trong cảnh màn trời chiếu nước, không còn bị tang thương vì nhà tan cửa nát bởi bão tố, bị ngập lụt bởi lũ quấn, và nhất là bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương, khổ lại càng khổ thêm. Xin mẹ xót thương, vì chúng ta thấy trước những tai họa mà gọi là thiên tai, con người không thể nào chống được. Nó là chống bão, chỉ có tránh bão chứ không có chống được. Sao mà chống nổi? Bạn tưởng tượng một lúc gió bão ào ào đến như thế, bạn chống bằng cách nào? Bạn chỉ là tránh hoặc là né, chứ còn không có chống nổi. Chống là chỉ có chết. Sao chống lại với thiên nhiên? Đừng có kiêu ngạo, đừng có tự phụ vào sức con người, nhưng mà hãy khiêm tốn
ngước mắt lên trời và giang hai tay lên và nói: xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó là lời cầu khiêm tốn nhất và đánh động vào trái tim của chính Chúa. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Mà chúng con xin là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Giờ thì mời các bạn chúng ta ngồi luôn lên, vì bão đến nơi rồi. Ngồi và có bão tới nữa có bão đổ sập tới bây giờ. Rồi ngồi luôn lên rồi chúng ta có thể gần nhau và chúng ta có thể nhìn thấy mặt nhau được. Vì trong một khán phòng mà mọi người không nhìn thấy nhau thì nói chuyện với nhau làm sao được. Vậy hát với nhau và nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà chưa nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Dù sao thì trời lạnh này, uống một ly cà phê nóng thì vẫn thú vị. Bạn cho tôi ly cà phê. Sao như là hôm nay là lần đầu tiên đến cà phê Khát Vọng à? Con ở đâu? Dạ, con ở Bảo Lộc. Lý do gì con đến cà phê Khát Vọng, nói to cho mọi người nghe. Dạ, con... Nói, nói to lên mày, dạ lên. Dạ, con... Sao? Gần xa ngã. Gần xa ngã. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 17 tuổi. 17 tuổi, có bẻ gãy sừng trâu không? 17 có bẻ gãy sừng trâu không? Sắp bẻ luôn. Gần xa ngã. Rồi bố mẹ gửi con vào cà phê Khát Vọng, vào đây con thấy sao? Có xa ngã được không? Không xa ngã nữa. Vào trong đây thì con sống thế nào? Mình được Chúa thương xót đến bản thân mình. Được Chúa thương xót đến bản thân mình, rồi sao nữa? Cải thiện bản thân trong suy nghĩ, em người nói với trong việc làm. Wow. Được Chúa thương xót và cải thiện được bản thân trong suy nghĩ, trong lời nói và trong việc làm. Rồi, chúc mừng con nhé. Thưa anh chị em và các bạn, có những người trẻ như vậy, 15, 16, 17 tuổi mà đang chuẩn bị bước vào đời, dễ bị cám dỗ và dễ bị sa ngã. Cha mẹ chạy đến nói: thưa cha, cho con nửa cháu nó vào đây. Thực sự là nhận thì chúng tôi cũng rất là ngại, vì như anh chị em biết là môi trường của chúng tôi nó không có rộng, không có đủ điều kiện để có thể nhiều người đến ở. Nhưng mà các em nói chúng con chấp nhận, thà ở chật, thà ở khó khăn và ăn uống kham khổ mà giữ được linh hồn, còn hơn về nhà với môi trường quá đầy đủ, quá tiện nghi và những phương tiện nó sẽ đưa chúng con, như bạn nói là sắp sa ngã. May mà biết mình sắp sa ngã mà còn chạy đến, chứ còn để sa ngã rồi thì hơi khó, phải không? Thì xin chúc mừng tất cả các bạn ở Khát Vọng. Chúng ta nương nhau mà sống, dìu nhau mà sống và làm cho một người mà được thay đổi được từ suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Đó là một cái ơn phúc rất là lớn. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Trời lạnh mình ngồi uống ly cà phê ấm bụng, nhưng mà cũng thấy đang lo vì nếu như những người ở vùng biển bão thì họ như thế nào, cảm thấy không? Họ sẽ như thế nào? Vì thế mà uống một ly cà phê, uống một ly trà phải hallelujah. Ta ơn Chúa. Bạn có biết đôi giày da đầu tiên của nhân loại ra đời như thế nào không? Đây tự nhiên hỏi chuyện giày da, tôi không có quảng cáo giày da Adidas hay biết gì hết. Nhưng mà kể bạn nghe này, thuở xa xưa có một vị vua thân hành đi xuống phố. Về nhà thì đôi chân của ông sưng tấy lên vì cái đường nó xấu quá. Ông liền ra lệnh rằng là phải trải tất cả các con đường trong vương quốc của ông bằng da thú, để nếu mà ông có đi thì chân ông không có bị đau. Điều đó hợp lý không? Đường xấu, bây giờ phải trải da thú xuống để ông bước xuống, chân ông không có bị đau. Cả triều đình thấy điều này vô lý nhưng mà không ai dám lên tiếng. Lên tiếng phạm tội khi quân, lên tiếng phạm tội không vâng lời. Cho nên là vua nói sao, bề trên nói sao thì bề dưới thần dân phải nghe, phải làm như vậy, dù là thấy chuyện đó là vô lý. Một mình ông vua bắt
chạy thảm, chạy da, thảm da nữa, cả vương quốc. Tiền đâu mà chạy, công sức đâu mà chạy. Rồi có khi chạy rồi ông có đi đâu. Lúc ông đi lên mà ông đau chân, mà ông làm khổ cả dân à. Mà không ai dám lên tiếng. Sau cùng, thì một vị quan mới dũng cảm thưa với vua rằng là: "Tâu bệ hạ, cho phép thần có ý kiến. Tại sao vương quốc lại phải tốn tiền một cách vô ích như vậy, trải ra thú cho tất cả các con đường để bệ hạ đi mà không đau chân? Thế thì tại sao bệ hạ không cho cắt những miếng da thú để bọc cái chân của mình? Con đường xấu có hai cách. Vua đi xuống đau chân, điều một là trải thảm bằng da thú cho vua đi, bao nhiêu da thú trải cho vừa. Hai là lấy da thú ấy, thay vì trải thảm, lấy da thú bọc vào cái chân của vua để vua đi xuống không cần đau chân nữa. Như thế thì chân ngài không còn đau và đất nước sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc công sức của nhân dân." Bạn đồng ý đề nghị đó không? Đồng ý không? Đồng ý. Nhà vua ngạc nhiên trước cái đề nghị của quan này. Vậy mà không ai dám nói, không ai dám lên tiếng. Và thế là đôi giày da đầu tiên của nhân loại ra đời. Thưa anh chị em, có những việc mà các bạn thấy nó quá rõ ràng, quá hiển nhiên mà không ai nhận ra là một, mà có nhận ra thì không ai dám lên tiếng vì sợ mất đầu, sợ mất chức, mất ghế. Vì lên tiếng với người có chức, có quyền, ý kiến ý cò gì mệt lắm. Thôi, mình cứ bỏ sao làm vậy đi, bề trên phán sao làm vậy, được tiếng là ngoan, là hiền, là đạo đức. Còn cứ ý kiến ý cò, bảo thằng này nó ngông, khó dạy, khó bảo. Vì thế mà không bao giờ tiến được, không bao giờ tiến được. Những người có chức, có quyền, những người lãnh đạo mà không cúi xuống lắng nghe và thấu hiểu thì không bao giờ cộng đoàn ấy, đất nước ấy, tổ chức ấy tiến được. Vì người dưới chỉ là một nhóm người robot thôi, bảo sao làm vậy, cứ vậy. Trên nói sao dưới cứ làm vậy, trên nói vậy cũng cứ làm theo. Cho nên những người trẻ ngày hôm nay, các bạn phải tập làm sao bạn dám lên tiếng, nói tiếng nói của sự thật. Và đó là các bạn đang làm chứng cho lòng thương xót đấy. Có những người không dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa vì khi mình lỡ mình nói lên thì bị nói là mê tín, bị nói là thế nọ thế kia, cuồng tín thì nói là bịa đặt hay thế kia. Đó là sự thật thì mình phải nói lên sự thật chứ, tại sao không dám lên tiếng, tại sao không dám nói? Sợ vua chấm đầu à? Thế không ạ? Cho nên làm chứng cho sự thật. Chúa nói là sự thật sẽ giải phóng các con. Và ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, chứ không phải chỉ là loan báo. Và loan báo bằng cách làm chứng. Và khi mình làm chứng, chính là mình loan báo. Rồi chuyện thứ hai muốn chia sẻ với các bạn là khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt thì con người dễ kết luận rằng không có giải pháp nào cả. Phải không? Người cha bây giờ quán khó khăn với này, thế này, thế này, thế khác, họ không cho phép này, không này, này khác. Không có giải pháp nào xuất hiện. Vậy các bạn có giải pháp nào không có xuất hiện? Thì mình kết luận rằng không có giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh từ lần này sang lần khác rằng cái giả thuyết đó là sai lầm. Nào, tôi chứng minh cho các bạn nghe bằng những câu chuyện sau đây nhé. Để coi cái mà người ta cứ bảo là khi không có giải pháp nào trước mắt, có nghĩa là không có giải pháp nào, như thế có đúng hay không? Chuyện thứ nhất, loài chim ó. Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, đặt con chim ó, biết chim ó chứ, đặt vào chiếc lồng với kích thước khoảng là 2m, 2m rưỡi và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang, thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, chim ó mà, nó có khả năng bay lên để thoát khỏi cái lồng này trên trống mà, nhưng mà nó không, nó sẽ hoàn toàn không bay lên và trở thành một tù nhân trong cái lồng mà cái nóc mở. Tại sao? Nó có thể bay lên được không? Được, mà tại sao nó không bay lên mà nó cứ trở thành tù nhân suốt đời như thế trong cái lồng mà nắp mở? Lý do là
một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên với đoạn chạy đà. Nó phải chạy đà khoảng 3-4 mét, giống như là phi đạo một cái máy bay ấy. Phải chạy rồi mới bay lên được. Con chim ó nó phải chạy lên đà 3-4 mét nó mới bay lên được. Không có quãng đường để chạy thì theo thói quen, chứ không phải là không có khả năng, theo thói quen con chim ấy thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên. Không có đường bay thì bay thử hẳn lên thì có cái được không? Xưa giờ mình quen rồi là cứ phải có đường phi đạo, phải bay 3-4 mét thì mới bay lên được. Bây giờ không có, người ta cho vào trong cái lồng này, không có đường bay, thôi chịu, chấp nhận tù suốt đời trong một cái nhà giam mà không có cái mái che. Tù mà không có mái che thoát không? 5 phút sau là thoát rồi. Bây giờ đi chơi trò chơi ném nước, tôi cho các bạn mà bị ném chết vào trong tù, vây dây kín rồi mà nó vẫn chui được vì dưới cái khe hở. Thế thì cái con chim ó đó, vì nó có thói quen là cứ phải là có cái 2-3 mét chạy đi đà thì mới bay lên được. Cho nên khi mà thấy như vậy là không có giải pháp rồi, phải không? Tại vì giải pháp là phải có 2-3 mét lấy đà, mà bây giờ không có 2-3 mét lấy đà tức là không có giải pháp. Vậy thì không có giải pháp thì ngồi tù mãi à? Suốt đời à? Tại sao không thử bay thẳng lên gói? Lần thứ nhất không được, lần thứ hai được, lần thứ ba không bay thẳng được, bay xong rồi vớ lấy cái nắp hầm rồi nhảy tưng lên. Có nhiều cách mà, đâu phải không có giải pháp. Vì thì cái giải thuyết mà khi không có giải pháp trước mắt cũng là không có giải pháp, có đúng không? Không, không có giải pháp trước mắt, nhưng đâu phải là không có giải pháp. Giải pháp là nó có thể bay thẳng lên, nhưng mà tại vì nó bị cái thói quen như vậy rồi, không có suy nghĩ, không có óc mạo hiểm, không có dám thử, không dám khám phá, không dám ngồi động não coi. Như vậy thì có cách nào khác không? Đó là chuyện con chim ó. Về tới chuyện con dơi. Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Đó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi đến mức ấn tượng. Tuy nhiên, con dơi ấy không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt lên sàn hoặc một mặt phẳng thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng và tất nhiên là rất đau khổ. Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi để từ đó nó có thể tung mình vào không trung. Ngay lập tức nó bay lên như một tia chớp. Vậy thì cứ đặt lên mặt phẳng là dơi chịu chết. Nó chỉ cần một cái góc nhỏ thôi, một cái độ cao nào đó thôi là nó có thể tung lên được. Mà nếu không có độ cao, tại sao không thử tung lên? Nhìn thấy chết rồi, mình xưa giờ là muốn bay lên thì phải có một cái độ cao nâng lên, mà bây giờ ông trơ nguyên cái mặt phẳng đây, làm sao bay lên được? Có thì thôi, bay không có giải pháp nào, thôi chịu thua, ngồi lê lết một cách vô vọng mà không thử bay luôn phát lên, không cần độ cao có bay lên được không? Được không? Đó. Nhưng mà vì nó quen rồi, nó quen là phải có một chỗ nào cao nó phải mới lấy đà nó nâng lên được. Vậy thì không có giải pháp nào, có nghĩa là không có cái giải pháp nào không? Không có giải pháp trước mắt, có nghĩa là không có giải pháp nào không? Có giải pháp, nhưng mà không dám thử, không dám động não. Cái sợ nhất là không dám thử. Chú nói nếu còn có lòng tin bằng hạt cải có thể đưa núi này đi xuống biển hoặc bỏ cái cây này từ chỗ này chốc sang gốc kia được mà. Nhưng mà không dám thử. Còn dơi, câu chuyện về loài ong nghệ. Biết con ong không? Biết. Một con ong nghệ nếu bị thả vào một cái cốc lớn mà không có nắp cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ khi chúng ta lôi nó ra. Con ong nghệ bay được mà. Tại vì nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà nó cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra mặt bên hoặc bên trái hoặc bên phải hoặc đằng trước đằng sau hoặc ở cái đáy cốc, mà không nghĩ rằng còn cái đường thoát là trên đầu nó không bao giờ nó nghĩ, nó không có nhìn, không có tìm trên đó.
nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại cho đến khi nào nó hoàn toàn tự hủy hoại mình. Tôi nhìn xung quanh, tôi nhìn xuống dưới mà không nhìn lên phía trên. Nếu mà nhìn lên phía trên nó bay được không? Bay được chứ. Cho nên không thấy giải pháp, nhìn xung quanh không có giải pháp, nhìn xuống dưới không có giải pháp. Có thể như vậy có nghĩa là không có giải pháp nào không? Không, vẫn còn có giải pháp mà không dám nghĩ, hoặc nghĩ mà không dám làm, hoặc là không dám thử, rồi cứ ở đó chết dần chết mòn. Đó là con ong. Giờ về con người. Có ba con rồi. Con thứ nhất là con gì? Con chim ó, thứ hai là con dơi, thứ ba là ong nghệ, và thứ bốn là con người. Theo bạn nghĩ con người có giống vậy không? Con người có giống vậy không? Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần. Chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn hay hướng tới phía trước. Cứ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới, không dám nhìn lên cao hơn, không dám hướng về phía trước. Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn xung quanh có thể khiến bạn lo lắng. Nhìn lên cao đi. Hãy nhìn lên cao và nhìn tới phía trước. Đó là cách sống lạc quan, là tinh thần tích cực, nhiều hy vọng, giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp. Cho nên có một tác giả đã viết: khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt, thì con người rất dễ kết luận rằng không có giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh từ lần này sang lần khác rằng giả thuyết đó là sai lầm. Cho nên nhớ kỹ, chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn, rộng hơn tình huống hiện tại, rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay trước mắt mình. Sống đơn giản, yêu thật lòng, quan tâm sâu sắc, hướng về phía trước với tràn đầy niềm hy vọng, ta sẽ tìm được câu trả lời cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Đồng ý không? Lúc nào tôi thấy nhiều bạn cứ chơi không làm được, chơi khó quá. Cho nên trong những trò chơi, khi mà bày ra những trò chơi trong hội thao 2023 vừa rồi, hội thao lòng thương xót, mấy anh em chúng tôi ngồi họp với nhau để bày ra những trò chơi. Những trò chơi không được quyền dễ quá, dễ quá đâu có thử thách, mà không khó quá, khó quá coi như là bất khả thi, người ta cũng không có kiên trì để làm. Bày ra trò chơi thật khó, nhưng luôn luôn có thể. Có thể. Và giúp các bạn có sáng kiến làm sao mà để làm được cái đó đi. Ngồi suy nghĩ đi, ngồi bàn với nhau đi. Có nhiều bạn vừa nghe là lão hào làm là sai. Ngồi suy nghĩ, gặp cả nhóm mình bàn với nhau coi đi như thế nào, làm như thế nào. Hai người cùng bước thì phải họp với nhau, bàn với nhau coi. Đếm một thì dưới chân phải, hai dưới chân trái, phải họp. Cứ lấy bỏ bước là bước ào ào chạy, téo mình được cái gì đâu. Chậm mà chắc. Nhưng nhanh thì nhanh, nhiều đoạn cũng vứt đi. Cho nên luôn luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Có khi giải pháp mà tốt nhất là ngồi bình tĩnh cũng là giải pháp vậy. Mà giải pháp tốt nhất là cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, vẫn là một giải pháp vậy. Đó cũng là một giải pháp mà, đúng không? Và bạn cầu nguyện để Chúa soi sáng ra, tìm ra giải pháp, hoặc là xin Chúa cho mình can đảm chấp nhận cái thực tế, cái thực tại trước mắt, đó cũng là giải pháp mà, phải không? Thay vì ủ rũ không có giải pháp nào, buồn quá, chán quá, sao giờ đây? Rồi như con ong hay những con chim ó dần dần chết mòn trong cái tù nó mà thôi. Còn
trong hoàn cảnh này. Thế thì thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh đó là giải pháp. Thay vì gia đình ngồi rũ ra, ta không họp nhau lại mà cầu nguyện, đó là một giải pháp. Thay vì gia đình ngồi than thân trách phận thì hãy ngồi kể lại những cái chuyện vui, đó là một giải pháp. Và đầu óc mình khi mà không căng thẳng nữa thì lại bật ra những giải pháp. Còn nếu mình cứ ngồi vặt đầu nát óc rồi quay đi qua quay lại quay tới quay lui rồi trách móc rồi kêu ca phàn nàn thì nó càng đi vào ngõ cụt. Có khi vợ chồng lại cắn đắn nhau, anh chị em lại trong cộng đoàn lại đổ lỗi cho nhau. Còn bình tĩnh anh chị em, sự kiện là sắp bão rồi. Giờ chúng ta tìm giải pháp nào đây? Một là tránh, hay là tìm cách để mà né bằng cách nào đó, ngồi tìm giải pháp. Và nếu mà không có giải pháp nào khác nữa thì vẫn còn giải pháp là cầu nguyện và chấp nhận. Đó cũng là một giải pháp để mình bình thản đón nhận, hơn là ngồi đó mà than thân trách phận. Đã lập gia đình rồi, lấy chồng rồi, bao nhiêu năm rồi? 19 năm rồi. Chồng cứ thế. Rồi mình bảo mình không có giải pháp à? Có giải pháp chứ. Mình không thay đổi chồng được thì sao? Thì tự mình thay đổi, đó là một giải pháp mà. Tại vì mình cứ tìm giải pháp là chồng có phải thay đổi cho anh. Chồng có nó ngang lắm, chồng có nó cố chấp, chồng có nó bảo thủ lắm. Cho nên con khổ lắm, 19 năm rồi khổ lắm. Than suốt 19 năm chồng có thay đổi không? Không. Mình tìm giải pháp khác đi chứ. Và có mỗi một cái giải pháp là chồng có thay đổi thì đời sống gia đình mới hạnh phúc được. Chứ còn không có giải pháp nào khác. Tôi nói còn có giải pháp khác, nói giỡn. Giải pháp gì? Cầu cho Chúa cất chồng về sớm. Mày dẫn vậy cho nó vui, đỡ căng thẳng chút. Nhưng mà vậy thì cuối cùng con nghĩ rằng là nếu con cứ ngồi con than trách chồng con mà chồng con không thay đổi, nó cứ như thế, thì cái giải pháp tốt nhất là mình đón nhận người chồng ấy là như thế, không như mình mong là như thế, hay khác nhau. Chồng mình là như thế và mình mong mình chồng mình là như thế này thôi. Chồng mình là như thế thì chấp nhận như thế đi. Cãi nhau cũng nhiều rồi, giận hờn cũng nhiều rồi, nói cũng nhiều rồi và nhờ người khác khuyên bảo cũng nhiều rồi, phải không? Giờ chồng mình cứ như thế thì vậy Chúa xin cho con được chấp nhận chồng con như thế. Và khi mình chấp nhận chồng mình như thế thì lòng mình đã thay đổi. Đúng không? Lòng mình đã thay đổi rồi, chấp nhận như thế rồi mà. Thì mình không chấp nhận như thế cho nên lòng mình nó cũng như là bức tường, hai bức tường nữa. Không sát vào nhau được. Còn bây giờ mình chấp nhận chồng mình như thế rồi. Vậy Chúa, con đón nhận. Đây là phương tiện để giúp con lên thánh. Đây là môi trường để huấn luyện con biết kiên nhẫn và biết nhẫn nhục, biết hy sinh. Khác chưa? Khác chưa? Rồi mình sống với chồng mình, tự nhiên chồng mình thấy trước nó cứ càm ràm, nó cứ kêu ca hoài biển, nó thấy nó vui vẻ hơn. Chồng mình tự nhiên cũng thấy thay đổi không? Thường thì chúng ta muốn người khác phải thay đổi mà mình không thay đổi. Đó là giải pháp mà giống như con ong, chỉ có nhìn chung quanh hoặc nhìn xuống đáy thôi, chứ không nhìn lên trên. Nhìn lên trên là thay đổi chính mình, đó là một giải pháp. Hoặc là chấp nhận thực tế là như thế, đó là một giải pháp. Chấp nhận với sự tích cực, sự lạc quan, với niềm hy vọng, rồi ngày mai trời sẽ sáng. Không biết lúc nào trời sáng, nhưng mà sẽ sáng mà. Thanh thản bình an hơn. Nắm không? Hiểu không? Hiểu không? Hallelujah. Ta ơn Chúa. Còn mấy phút nữa? 5 phút nữa. Mau hết giờ qua, tôi nói tí là hết tiếng hồng. 5 phút nữa tôi đọc có một lá thư đi. Bạn này gửi cho tôi lá thư như thế này. Đây. Đã ơi, như cũng đã nửa năm trôi qua, con không xem YouTube các bài giảng của cha về lòng Chúa thương xót. Không phải vì con giận cha đâu, mà có lẽ con giận bản thân con.
con cứ nghĩ là khi con làm việc cống hiến hết tâm tư, mỗi lời con viết xin cha cầu nguyện cho chị ấy, con đều phải cầu nguyện. Con cũng đã tận tâm, cứ nghĩ họ sẽ trân trọng mình. Nhưng con đã sai. Con sai khi tin vào những lời hứa, họ hứa rằng con giúp họ. Rồi khi họ vượt qua sóng gió, họ sẽ cho con ít vốn để làm ăn, cho con cái xe máy để đi lại, hứa cho nhà thờ 1 tỷ đồng. Thực sự mà nói, con không phải trông chờ lời hứa ấy, mà điều làm con đau nhói đó chính là khi con không còn giá trị nữa, thì họ vứt con đi như một tờ giấy loại vào sọt rác. Họ chỉ xem con là một đứa ở trọ không hơn không kém. Thật sự rất đáng sợ sự trở mặt của người ta. Cũng là con người ấy, nhưng khi thất bại, sao con thấy họ như con nai vàng ngơ ngác. Đến khi họ sống được rồi, họ không khác gì nhà tài phiệt. Thời gian qua, con cũng đã làm tổn thương chính bản thân mình vì một người sếp, người chị và người con đã lầm tưởng họ cũng xem mình như là em gái. Và do đó con cũng bị tổn thương thực sự. Giờ thì người ta đã ổn định và không cần con nữa rồi. Hôm nay con mở YouTube nghe bài giảng của cha và con đã ấm lòng trở lại. Cha nói đúng, đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Giờ thì con càng thấm thía hơn về câu nói đó. Ở giữa thế gian này con thấp cổ bé họng. Ra đời thì không biết tin ai, về nhà thì anh em tranh giành. Nhiều khi muốn về thăm cha mẹ, nhưng ngay đến em gái cũng nói lấy chồng rồi còn về bòn rút của gia đình. Ôi cái sự đời thật đắng lòng biết bao. Cảm ơn cha rất nhiều, bởi vì trên đời này chỉ có cha là nơi để con gửi gắm nỗi niềm, cũng là nơi để con cầu xin cha cầu thay nguyện giúp cho con. Con lễ Hằng. Cũng bế tắc không có giải pháp phải không? Cũng cứ nhìn cái giải pháp là cái người chị ấy, người sếp ấy phải thay đổi, phải đối xử với con. Cũng giải pháp là người ấy phải giữ lời hứa với con. Vẫn cứ tìm giải pháp là gia đình con phải trợ giúp con, vân vân. Mình vẫn cứ tìm giải pháp nơi những người khác, mà không tìm một cái giải pháp là tự mình giải thoát mình. Tự mình giải thoát mình, đó là một giải pháp tốt nhất đấy. Tại vì bạn cứ tìm giải pháp là người này phải đối xử với tôi tốt, người này phải hiểu tôi, người này phải thông cảm tôi, gia đình tôi, chồng tôi, con tôi, mọi người phải, tôi là cái trung tâm. Giải pháp là mọi người phải điều chỉnh theo cái trung tâm này. Phải không? Khi bạn lấy bạn làm trung tâm, người khác phải thay đổi theo bạn, thay đổi cho bạn, thay đổi vì bạn, bạn sẽ thất vọng. Vì chẳng có ai thay đổi cho bạn hết. Tôi là sếp mà, tôi muốn xử sao quyền của tôi chứ. Sao bắt tôi phải đối xử với nhân viên như là người chị em, quyền gì? Đúng không? Tôi là sếp mà, ngày xưa khó khăn thì như thế. Còn bây giờ hết khó khăn rồi thì nó phải như thế này. Không phải như thế nữa mà như thế này là sao? Sao làm gì được tôi? Một là làm, hai là nghỉ. Thế thôi. Bạn thấy không? Có phải thấy ra cái giải pháp là phải thay đổi mình thôi, thay đổi cái tâm trạng, thay đổi quần áo trạng, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Được rồi, bây giờ thì ngày xưa mình là chị em khi khó khăn, bây giờ khi mà anh nên làm ra, chị là sếp của tôi đối xử với chị đúng thứ tự sếp và người nhân viên. Đó là bình thường thôi. Tại vì tôi cứ nghĩ là tại sao ngày xưa khó khăn thì gọi là chị em, còn bây giờ thì không khó khăn thì lại là sếp. Thì đó là như thế chứ sao? Đó là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Khó khăn làm sếp thì đằng nào cũng giúp mình. Khó khăn thì phải là chị em nó mới giúp mình vượt qua. Khi vượt qua rồi thì mình lại lên lại làm sếp tiếp. Thì mình bảo, cũng được. Khi nào khó khăn thì chị em nhé. Biết đâu có lúc khó khăn chờ. Phải không? Mà chẳng nhẽ lại cầu cho người ta khó khăn. Xấu quá. Cho nên khi mình nghĩ rằng không có giải pháp là vì mình cứ xoay mình làm cái trung tâm, mới không tìm ra giải pháp. Còn cuối cùng
nghe bài giảng lại, thấy ấm lòng lại. Đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Biết rồi như thì nó là như thế. Còn gì ngạc nhiên nữa, còn gì mà đau nữa. Thế bạn không ngờ, bạn không biết thì bạn mới đau phải không? Còn nó là như thế rồi. Ớt thì, muối thì, chanh thì, cua thì. À, trò chơi đó cho mình thấy đó một cái sự thật hiển nhiên. Ớt thì phải cay thôi, lòng người thì phải như vậy thôi. Thấy không? Còn cái điều là bạn khi nào cay, cho đúng vào cái chỗ cay nó vẫn ngon chứ. Phải không? Khi nấu canh không nêm nếm mà không có muối nó nhạt nhẽo thì sao? Thì muối nó phải mặn rồi. Bạn cho nhiều thì nó mặn quá, thì cho ít đi nha. Chứ bảo mày mới muối sao mày mặn với cái con nhỉ? Ơ kìa, em là muối chị bắt em cay à? Hả? Phải không? Bà này đường mới ngọt chứ, bà này bảo muối là ngọt, cái bà này bị sao vậy? Thì chồng chị nó là muối mà, sao chị cứ bắt chồng chị là đường? Ơ kìa, hiểu không? Vợ của anh nó là chanh thì nó, chứ sao giờ? Hả? Chanh mà ngọt đấy đâu ra? Anh lên chọn vợ nó là người Trần Thị Chua rồi thì nó chua thôi. Hiểu không? Anh hiểu không? Nó là như thế thì nó là như thế. Thì bây giờ cô này có người than thân trách phận cũng không được. Bây giờ khi mà cô nghe tôi giảng, khi mà cô đến cô ấy tư vấn thì tôi nói cô như vậy, cô mới bừng sáng ra. À, thì ra là như thế. Tâm hồn cô ấy bình an. Sếp có thay đổi không? Không. Gia đình cô thay đổi không? Không. Cô ấy tự thay đổi và chấp nhận như thế, cô ấy bình an. Ồ, gia đình mình không đón nhận mình vì gia đình mình là cua thì về nó kẹp ráng chịu thôi. Thấy không? Cua mà nó không kẹp thì còn gì là cua. Phải không? Mình ta đi bắt cua, cua sống thì nó phải kẹp mới là cua sống ăn nó mới ngon. Bắt con cua không kẹp thì là cua chết, mà cua chết thì ăn sao ngon. Hiểu không? Hiểu chưa bà? Ăn cua răng muối, ăn cua răng me hoài mà không hiểu cái chân lý đó à? Ủa thì chắc cua thì con ăn mà con chả hiểu gì cả. Game mấy về thì biết gì nữa. À, thì chúng ta thấy là tôi suy nghĩ và chân lý là bày bày ra trước mắt mình, mà mình cứ thấy bảo không có giải pháp. Cái nào cũng có giải pháp hết, cái nào cũng có giải pháp nếu mình dám chấp nhận giải pháp đó là giải pháp thay đổi. Như bạn trẻ lúc nãy ngay từ đầu, thưa cha con đến cà phê khát vọng, con thay đổi được suy nghĩ, lời nói và hành động. Bạn tự thay đổi bạn mới thấy được là bạn như thế nào. Còn nếu bạn không thay đổi thì có bạn đến cà phê khát vọng, hay bạn có qua thiện nguyện tin thác, hay bạn có lên trời cũng như thế thôi. Hiểu không? Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặt sáng thẳng trần. Thiên Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bên yêu thương. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến đường ngầm. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu ngài thương, thứ tha chữa. Xin Chúa đặt tay trên con.
sức mạnh và thắng muôn đời đời. Xin Chúa đừng bỏ rơi con, đặt tay trên con cho con được chữa lành những vết thương tâm hồn. Xin Chúa đặt tay trên con, xin Chúa đặt tay trên con.